Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cái bài đầu tiên, giới thiệu các cái hệ thống trong tòa nhà, hệ thống kỹ thuật. Thì ngay sau đây tôi sẽ nói cho các bạn biết là trong tòa nhà nó có bao nhiêu hệ thống nào, những hệ thống đấy có liên quan như thế nào đối với cái tòa nhà. Và đây là những cái bài học kiến thức rất là hay và mong các bạn sẽ chú ý lắng nghe. Đầu tiên thì trong hệ thống tòa nhà ấy thì các bạn nhìn thấy là sẽ có hệ thống điều hòa thông gió, phòng cháy chữa cháy, điện, cấp thoát nước, hạ thế phòng máy chủ. Thì ở trong cái phần điện nó có cấp điện chiếu sáng, điện nhẹ, có trạm biến áp, có hệ thống chiếu sáng, có chiếu sáng khẩn cấp, chuyển mạch của máy phát, ổ cắm. Trong cái hệ thống điện nhẹ ấy, thì các bạn nên nhớ là nó sẽ có một cái phần là BMS, được chưa? Tiếp đến là nó có cái phần telephone, âm thanh, CCTV, hệ thống kiểm soát ra vào, access control. Thì mỗi hệ thống này thì chúng tôi sẽ có một cái bài giảng cụ thể và chi tiết của từng hệ thống một. Còn ở đây tôi giới thiệu qua cho các bạn biết để cho các bạn hình dung được là trong tòa nhà nó có những cái hệ thống như vậy. Ở trong cái hệ thống BMS của tích hợp của tòa nhà ấy thì nó có rất nhiều hệ thống con có thể liên kết được với hệ thống BMS này, ví dụ như là hệ thống báo cháy này, hệ thống thang máy này, hệ thống đo nguồn nước vào ra này. Đấy. Hệ thống thông gió này, hệ thống năng lượng mặt trời này. Đấy. Rất nhiều hệ thống có thể được tích hợp vào BMS tùy vào cái tòa nhà của các bạn, những cái tòa nhà bạn vận hành nó đang sử dụng để nó hiện đại đến mức độ nào. Nó càng hiện đại thì nó càng tích hợp được nhiều vào cái hệ thống BMS này. Trong hệ thống BMS này thì ta có thể thấy là có hệ thống điều hòa không khí, hệ thống thông gió, hệ thống cấp nước, hệ thống xử lý nước, hệ thống ánh sáng, hệ thống đo đếm điện, hệ thống an ninh, hệ thống báo cháy, hệ thống thang máy. Vâng, rất là nhiều hệ thống. Khi mà tích hợp được vào tòa nhà thì chúng ta cải thiện rất là nhiều để chúng ta nâng cao cái khả năng của mình. Ở trên màn hình của chúng ta đang thấy là một cái sơ đồ của hệ thống BMS. Nó được kết nối vào rất là nhiều hệ thống khác nhau và dẫn đến là chúng ta vận hành phải hiểu được cái hệ thống BMS để chúng ta vận hành một cách hiệu quả nhất. Thì hôm sau tôi thấy có một cái bài chi tiết và cụ thể về hệ thống BMS này. Ở đây chúng tôi xin giới thiệu qua cho các bạn về các cái hệ thống trong tòa nhà và có một cái hệ thống BMS thì nó bao gồm có một số hệ thống còn lại. Ví dụ như xâm nhập thì các bạn có thể thấy là an ninh này, hệ thống chiếu sáng, hệ thống camera và màn hình để theo dõi, hệ thống báo cháy, hệ thống điện lưới thì nó có các cái chức năng và nhiệm vụ của từng cái vị trí, từng cái hệ thống một để liên kết được với nhau để xử lý những cái tình huống mà xảy ra trong tòa nhà. Cảm ơn các bạn rất là nhiều khi đã